Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay và chia sẻ cho con về một cái giống bơ mới mà có rất nhiều bà con nông dân chúng ta đang và cải tạo và ghép trồng. Thì hôm trước lâu rồi mình cũng đã chia sẻ cho con về cái giống bơ này. Thì clip ngày hôm nay mình quay chia sẻ của một bà con nông dân thuộc xã Ea Heo, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk về trồng giống T21 này. Theo như mình đến thăm vườn và kiểm tra thì giống T21 này trái rất là nhiều và tỷ lệ đậu quả rất là dễ so với tất cả giống bơ khác và dễ hơn kể cả 034 luôn. Về giá thành thì giống T21 này sẽ bán theo thị trường là giá bơ thường. Thì hôm nay mình sẽ quay mẫu cho con xem về toàn bộ cái vườn bơ T21 này để cho những bà con nông dân nào muốn ghép cải tạo những giống bơ mà cho năng suất cao dễ đậu. Thì ngược lại những cái giống bơ mà bà con muốn ghép năng suất cao, dễ đậu thì ngược lại cái giá thành sẽ rẻ so với những giống bơ mà có thương hiệu lâu nay. Về giống bơ T21 á, thì mình cũng chia sẻ luôn á, trái thì cũng tròn giống như bơ bút. Nhưng mà thời gian lớn trái và bảo quản á, rất là nhanh, nó giống như bơ thường. Về cơm hay là gọi là chất lượng á, thì bơ rất là ngon, cơm rất là vàng. Thì trên đây là toàn bộ cái vườn mình quay con xem á, về giống T21 thật sự rất là sai. Thì giống bơ này đa số bà con dân ta trồng á thì chủ yếu là để tự nhiên là chính, ít khi chăm sóc. Thì nếu có chăm sóc thì bà con đa số chủ yếu là phun thuốc sâu côn trùng chích hút để tránh tình trạng là bị chích hút. Thì toàn bộ cái vườn này trồng, bà con nông dân trồng cũng tầm khoảng được 20 mấy cây. Thì bà con cứ xem video, mình sẽ quay toàn bộ hết cái vườn về những cây bơ T21 này đối với khu vực ở huyện Ea Leo này, để con có thể tham khảo. Và muốn trồng thêm giống bơ hạt kép cây tại giống bơ này thì con có thể ghép. Thì giống bơ này rất ít chăm sóc và hầu như tỷ lệ ra hoa đậu quả rất là dễ, đối với thời tiết khắc nghiệt vẫn dễ đậu. Thì con cứ xem hết video đi và con có thể tham khảo. Muốn áp dụng cải tạo thì con có thể ghép cải tạo. Thì clip này mình chỉ quay chia sẻ chính cho con về cái giống bơ T21 để con tham khảo. Mình cũng xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi clip này. Thì mình sẽ quay toàn bộ cái vườn này cho con xem.